hú hồn tên trộm dùng xe quốc mút 800 triệu đồng ở cây ATM. Vào ngày 23 tháng 4, tại một ngân hàng ở Sangli, Maharashtra, Ấn Độ, một tên trộm đã mở cửa buồng ATM. Ngay sau đó, tên khác điều khiển máy xúc phá máy ATM và lấy đi 27.700 bảng Anh, hơn 812 triệu đồng. Được biết trước đó nhóm này đã tìm cách phá máy ATM nhưng bất thành. Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe máy xúc cũng bị trộm đánh cắp từ một trạm xăng dầu gần đó. Hiện cảnh sát đang điều tra và truy bắt nhóm trộm. Nhớ theo dõi kênh để cập nhật tin tức nóng nhất trong ngày.